thì bao nhiêu ký em? Cái này là tầm khoảng 2 ký, nhưng mà cái này là mình không có tính theo ký, nhưng mà 13 ký. Tính là con, theo giá trị của từng con chứ không phải từ ký ha. Dạ. Chắc chắn giá trị của nó sắc rồi, giá trị của nó sẽ cao hơn nhiều. Cái màu cá nhập mà. Cá nhập thì như con cỡ như thế này thì giá bao nhiêu? Con này thì 6 triệu à. Đó, 6 triệu một con. Ồ, con to dữ à. Đây là tanh chô. Tanh chô em. Dạ. Một con này thì khoảng bao nhiêu tiền em? Dạ, con này là 8 triệu à. 8 triệu. Cái màu đỏ nó đã hả? Màu đỏ nó. Thì thường nó sẽ dạng hơn, mình bớt gì mình nó vẫn bu bu mình nó đòi ăn. Chứ còn hay gì có việc màu nó sẽ không bằng đâu, nó chỉ được cá biệt của mình chỉ được màu cam đỏ thôi. Còn cá nhập thì nó sẽ màu đỏ. Như con này thì đây có bao nhiêu? Dạ con này xem cũng như thì nó tầm khoảng 1 triệu. Đó, thấy phân trên lệch giá ghê không? Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Mỗi hồ này thì là loại cá gì vậy? Dạ, loại này là cá nhập của Trung Quốc. Cá nhập luôn đúng không? Dạ. Cá nhập Trung Quốc. Cá màu sắc nó sẽ khác với loại cá biển, màu nó sẽ đậm hơn. Cá nhập Trung Quốc nha mọi người, màu sắc thì nó đậm hơn. Mình thích con nào thì để nói họ vớt lên cho anh rõ nét hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vớt lên một con để xem thử màu sắc nha. Và chắc chắn những cái loại cá nhập này thì giá trị của nó cao hơn rất nhiều những cái loại cá thường, những cái loại cá rẻ tiền hoặc là những cái loại cá Việt F1. Nè, cho mọi người thấy ha, màu sắc của nó đậm hơn rất là nhiều so với loại cá Việt F1. Và ở trại cá Cảnh Thanh Liêm thì hiện tại mình thấy nhập về rất là nhiều dòng cá Trung Quốc, đủ màu sắc, đủ kích thước luôn nha mọi người. Này, nhờ anh này vớt lên cho chúng ta xem ha. Vớt con nào to to anh cho các bạn thấy có màu gì, màu màu sắc thì có đi đẹp. Nếu như chúng ta không có rành thì sẽ không biết ha. Và dạ, cá nhập thì màu sắc của nó khác nhiều đúng không em? Dạ đúng rồi, nó khác hẳn luôn, tại vì cái này nó cái đen nó đậm hơn mà nó đỏ hơn, còn cá biệt của mình chỉ được màu cam đỏ thôi. Chứ nó được đậm vậy. Nếu mà khách mà chơi là rành luôn á là người ta nhìn người ta không biết được. Không biết cái màu là không biết được đúng không? Ủa mà cá thấy có nhiều người ta chơi cá Nhật á, cá chép Nhật á. Dạ. Với cá này thì nó khác nhau nhiều không? Cá Nhật hay là cá tanh chô nè. Cá coi Nhật á. Con này không có lát quay như tanh chô. Cá coi Nhật á thì nó như dòng này nó khác nhau gì vậy? Nó cũng nhập từ Nhật nhưng mà nó chỉ xuất xứ ở Trung Quốc, một cá xuất xứ Trung Quốc, cá xuất xứ ở Nhật luôn. Đó. Với lại cá Nhật là thì nó có giấy, còn mình bán cá chung thì mình chung hơn, mình không có cần giấy tờ gì hết. Vậy là cá Nhật nó còn mắc tiền hơn nữa. Dạ, đúng không? Rồi, đó. Gấp đôi, có thể là gấp đôi, gấp ba. Đó, nói cho mọi người phân biệt được ha. Cá Nhật thì nó đẹp hơn nữa, giá trị của nó còn cao hơn nữa nha mọi người. Cho mọi người phải biết để phân biệt ha. Cá này thì mình thấy nó cũng khá là ổn rồi, đẹp. Và nó cũng khá là nhiều size và màu sắc. Bên đây mình cũng có bổ sung thêm tanh chô rồi. Bên này đúng không? Đây cũng là đây cái là cũng là cá nhập luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, rồi. Nhập luôn á. Cho mọi người xem một con nha. Một loại cá nhập kích thước và màu sắc khác cho mọi người xem ha. Thì nó sợ không bật xuống nó nhét chạy mất tiền. À đúng rồi. Nó vẫn ăn chung đồ ăn nhảy hả? Đúng rồi, chung nó ăn nhập của nãy mình cho ăn. Trắng đỏ đẹp lắm. Cái màu của nó nhìn khác hẳn luôn á. Nhìn thấy rõ luôn nè. Con này tên là gì em? Dạ, Hegesuri. Con này là chắc khoảng 5 ký không? 40 không? Cái này là 4 nhỏ ký. Rồi nhưng mà nó chất lượng. Cái này size 40. Size 40 rồi. Dạ đúng rồi.
Con này thì khoảng bao nhiêu em? Đẹp. Dạ, con này 8 triệu. 8 triệu cho dạ. Một con luôn. Nhập về nó đẹp màu nè. Zoom lại cho mọi người thấy nè. Có cầm thước này hết rồi. Màu nó đỏ lè luôn. Dạ. Mà ngoài màu sắc thì body thì tuổi thọ của những con cá nhập này thì nó có tốt hơn cá Việt mình nhiều không em? Dạ cũng tốt hơn, nhưng mà do cũng theo điều kiện môi trường nuôi của mình á, thì cái hồ của mình không có điều kiện sống cho nó thì nó cũng khó. Ví dụ như nhà mình có cái hồ non bộ ngoài trời nuôi cá coi á, thì mình nên chơi cá Nhật ơi cá nhập hay là chơi cá Việt? Nếu mà cái hồ mình điều kiện của cái hồ mình nó tốt hơn, mình chơi cá nhập thì nó sẽ nhìn nó bắt mắt hơn. Bắt mắt đẹp hơn rồi đúng không? Cái con lớn giá trị hả? Sẽ đã hơn mình những con nhỏ. Nhìn đúng rồi, nhìn bản thân mình mới thấy dòng cá này thì thấy nhìn nó mát mắt hơn. Màu sắc tươi hơn. Nếu mà có ánh nắng chiếu vô thì cái màu của nó đánh bật lên đẹp lắm. Ở trong kia là cái loại này cũng giống em. Dạ cái này là cá Việt á. À là cá Việt. Bên này là loại cá lớn luôn nha mọi người, tính con nhưng mà là cá Việt F1. Thì như nãy mình nói ha, cá Việt thì chắc chắn thì nó rẻ hơn rồi. Màu sắc thì có thể nó không bằng những con cá Nhật kia, à những con cá nhập kia. Nhưng mà có những con cũng chắc lắm à. Đó, cũng khổng lồ. Giá nó mềm hơn tùy theo nhu cầu của mọi người thôi. Nếu như khách muốn mua dòng cá tiết kiệm chi phí hơn thì có thể mua những cá kích thước lớn mà F1 cũng được. Tiết kiệm chi phí khá là nhiều. Với một cái con kích thước như hồi nãy thì khoảng 8 triệu luôn. Em vớt thử một con kích thước lớn ha, cá Việt cho mọi người xem ha. Mà cho mọi người xem nha. Wow. Cái con này giống cái con hồi nãy quá ha. Dạ, cái con hồi nãy bên con này. Đâu đâu con cần cần đi. Đúng rồi, cái màu này. Cùng một size ha. Cũng cỡ đó, con kia 8 triệu, con này có khoảng 1 triệu thôi. Con này nãy mọi người xem rồi đó. Còn cái con này em. Con lớn thì 6 triệu. 6 triệu. Cũng dạ, cá Việt. Con này size khoảng 5 mấy thôi. Nhưng mà kích thước nó lớn nè. Nó hơi đắt tiền. Nó bự lắm mọi người xem cái cầm không hết tay luôn. Rất là to. To lắm. Đó, tùy theo nhu cầu của mọi người thì có thể đến trại cá Thanh Liêm để một ngày trải nghiệm nè, rồi nghe tư vấn của các bạn ở đây để đưa ra quyết định xem mua loại cá nào tiết kiệm chi phí hoặc là chơi những loại cá nhập cũng hay. Còn cái này cá Việt của mình thì con này là sơ qua luôn nhưng mà nó là màu cam. Nó khác ở nhau. Cái này cá Việt à. Con này cũng 1 triệu mấy hả? Dạ con này đến 4 triệu. Nặng hơn không? To hơn? Dạ. 4 triệu bằng nửa giá con kia ha. Con này nó size cũng to rồi. Size gần. Mà để ý nha. Để ý vớt những con cá bên hồ nhập, cá nó không có vậy, nó không có dễ ha. Còn cá này... cá Việt á, con nào vớt lên nó cũng dễ đành đạch đạch dạ. Nó nhát. Cái cách ăn nó cũng khác nữa. Nhát cái cách ăn nó cũng từ tốn. Đúng rồi. Việt của mình ăn mà màu. Nãy giờ mọi người thấy không, vớt những con cá kia lên nó im re à. Rất là vàng. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem có một vị khách đang chọn những loại cá nhập rất là đẹp ở đây ha, chúng ta cùng xem nha. Hồ này hồi nãy chúng ta mới xem rồi ha. Xem bây giờ vị khách này chọn một con cá nhập ở đây ha các bạn. À đúng cái con hồi nãy chúng ta review luôn. Con nãy mình review luôn. Đúng con hồi nãy review luôn. Đúng con hồi nãy review luôn. Rất là đẹp luôn. Màu sắc nó khác hẳn luôn. Thấy không? Tùy theo nhu cầu của từng người ha. Nên có vị khách này họ đã chọn một cái chú cá nhỏ. Màu sắc kích thước giống y như chúng ta đã xem.